Xin chào quý khách hàng. Hôm nay CNC Wincam sẽ gửi tới anh chị video đánh giá tổng quan về cấu hình máy CNC đục khắc gỗ đáng mua nhất hiện nay. Chiếc máy là sự lựa chọn tuyệt vời cho các bác ngành mộc chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất, tranh gỗ, giường tủ, bàn ghế, hoành phi, câu đối, mâm trần, không bị giới hạn kích thước sản phẩm. Đó chính là cấu hình máy CNC khắc gỗ 2225 6 đầu, là dòng máy bán chạy nhất tại Đông Phương nửa đầu năm 2021. Máy có cấu tạo gồm hai phần chính, phần cơ khí và phần điện. Về phần cơ khí, khung bệ máy được làm từ thép nhập khẩu Hoa Kỳ, được gia công chính xác bằng hệ thống máy cắt xây giường khổ lớn và robot hàn khung tự động. Sân tĩnh điện đảm bảo màu sắc bền bỉ, bảo vệ khung bệ máy. Hành trình làm việc máy 2m15 x 2m5, vai máy cao tiêu chuẩn 25cm. Khách hàng có thể nâng cấp vai máy lên 35cm hoặc kéo dài mặt bàn để gia công các sản phẩm lớn. Hệ thống dẫn hướng các trục, thanh trượt, con trượt. Trục Z sử dụng vít me 25-10 nhập khẩu chính hãng của TBI Đài Loan. Hệ thống thanh nhôm gá đỡ spinder, thanh nhôm mặt bàn được thiết kế đặc biệt và độc quyền bởi công ty Đông Phương Hà Nội, giúp vận hành máy ở tốc độ cao, tránh rung lắc khi gia công. Toàn bộ phần cơ khí đều được bảo hành 3 năm. Về phần điện, điều đặc biệt nhất ở chiếc máy CNC 2225 6 đầu là bộ điều khiển CA100 Pro 2 do chính công ty nghiên cứu và phát triển, giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt. Ghi nhớ gốc tọa độ khi đột ngột mất điện. Cổ đục spinder nhập khẩu của hãng GDZ mang thương hiệu Wincam độc quyền, có công suất 1,5kW, có thể đục sâu phôi gỗ tới 4cm. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn cổ đục công suất 2,2kW để đục sâu phôi gỗ tới 8cm. Động cơ trục XZ sử dụng động cơ AC servo thương hiệu Lesaille với khả năng điều khiển tốc độ, khắc phục được lỗi bỏ bước, mất bước trong quá trình vận hành. Máy được trang bị hệ thống đèn LED chiếu sáng, giúp người dùng thuận tiện hơn khi vận hành máy vào ban đêm hoặc điều kiện thiếu ánh sáng. Hệ thống đèn báo lỗi giúp người dùng nhanh chóng phát hiện ra lỗi. Mua máy tại Đông Phương, khách hàng được học chuyển giao công nghệ hoàn toàn miễn phí. Công ty không giới hạn thời gian và số lượng người học. Máy được bảo hành 3 năm phần cơ khí, 1 năm phần điện. Cơ chế bảo hành 1 đổi 1, không đợi chờ sửa chữa. Trong thời gian bảo hành, mọi chi phí phát sinh đều do công ty đảm nhiệm. Ngoài ra, khách hàng được tặng kèm theo mẫu miễn phí tới 5.000 file, hỗ trợ scan mẫu, vẽ mẫu suốt thời gian quá trình sử dụng máy. Quý khách hàng quan tâm và có nhu cầu tham khảo máy CNC 2225 6 đầu của Đông Phương, hãy để lại bình luận hoặc số điện thoại phía dưới để được công ty hỗ trợ trực tiếp. Hoặc có thể liên hệ trực tiếp qua hotline 0968 68 9988 hoặc 0383 669 966. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.